Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình chủ nhật ngày 23 tháng 4 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thay đổi thái độ công chức để xây dựng chính quyền phục vụ người dân, ghi nhận tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi. Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh trung học phổ thông. Thị trấn Yên Mỹ giải tỏa vi phạm hành lang giao thông. Các cửa hàng tại thành phố Hưng Yên nói không với túi ni lông. Cảnh báo về thủ đoạn bán hàng giá cao. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành văn bản số 939 yêu cầu các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn tăng cường vai trò người đứng đầu cho công tác cải cách thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đảm bảo đạt tối thiểu từ 60% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận xử lý trực tuyến trở lên, đồng thời hướng dẫn người dân doanh nghiệp thực hiện thanh toán phí lệ phí hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến, đảm bảo tối thiểu 30% giao dịch được thanh toán trực tuyến, 60% thủ tục hành chính có yêu cầu nộp phí lệ phí được thanh toán trực tuyến thông qua nền tảng thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thành viên tổ công nghệ số hướng dẫn hỗ trợ từng người dân tự sử dụng dịch vụ công trực tuyến để đảm bảo mỗi hộ gia đình có ít nhất một người biết cách sử dụng tài khoản VNEID, đăng nhập và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên các cổng dịch vụ công. Các sở ngành kịp thời trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước, đề xuất công bố mức độ dịch vụ công trực tuyến đối với từng thủ tục hành chính, đảm bảo đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định. Là một trong 6 địa phương được chọn thực hiện thí điểm mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi xác định thay đổi thái độ của người công chức là một trong những giải pháp quan trọng nhất. Hôm nay, ông Bính lên xã để thực hiện thủ tục hành chính. Không chỉ nhanh chóng giải quyết công việc, ông còn được cán bộ tại bộ phận một cửa hướng dẫn cách thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Có cái gì khúc mắc chưa hiểu thì hỏi các cháu đều hướng dẫn chúng tôi là đều nhiệt tình hết. Hy vọng của tôi là cứ phát triển như này và mạnh hơn nữa để cho người dân chúng tôi đỡ phải vất vả đi lại. Bốn luôn, bốn xin, năm không, năm biết như một lời nhắc nhở đối với đội ngũ công chức làm việc tại bộ phận một cửa. Những từ như dạ, thưa, xin, vui lòng được các cán bộ công chức ở đây sử dụng thường xuyên hơn khi tiếp xúc với dân, nên dù có gì khúc mắc cũng dễ nhận được sự sẻ chia, cảm thông. Hàng tuần, xã Xuân Trúc đều tổ chức họp kiểm điểm với bộ phận một cửa, đồng thời phát động phong trào thi đua khiến mỗi cán bộ công chức có ý thức tự thay đổi, hoàn thiện bản thân để xây dựng văn hóa ứng xử. Bộ phận một cửa ý thức được trách nhiệm là mình phải phục vụ công dân tốt hơn nữa, giải quyết cách nhanh gọn, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đem đến sự hài lòng cho người dân. Ủy ban xã cũng đưa vào cái tiêu chí để đánh giá vào công tác thi đua khen thưởng cuối năm. Lấy sự hài lòng của người dân để làm tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các đồng chí tại bộ phận một cửa. Với sự quyết tâm của đội ngũ công chức, xã Xuân Trúc luôn được đánh giá nằm trong top đầu về sự hài lòng của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Trung bình, mỗi tháng xã giải quyết hơn 100 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 70% là hồ sơ trực tuyến. Tất cả đều được xử lý trước và đúng hạn. Đây sẽ là điểm tựa để xã tiếp tục thực hiện tốt hơn vai trò và trách nhiệm của chính quyền để phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp, khi mà xã sẽ đón thêm nhiều dân số cơ học bởi khu công nghiệp sạch nằm trên địa bàn xã đang được triển khai. Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho nhân dân sử dụng sở hữu đất cũng như đảm bảo tốt công tác quản lý đất đai, đến thời điểm này, huyện Tiên Lữ đã cấp được trên 69.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt trên 77%. Huyện Tiên Lữ hiện có trên 89.000 thửa đất các loại, trong đó đất nông nghiệp là gần 52.000 thửa và đất ở là 37.000 thửa. Đất nông nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận là trên 38.200 thửa, đạt trên 73%, và đất ở đã cấp là trên 30.700 thửa, đạt trên 83%. Nguyên nhân tỷ lệ phần trăm đất nông nghiệp cấp chưa đạt cao là do số thửa sau dồn thửa đổi ruộng năm 2014 đến năm 2015, sau khi có dự án VLAT, nên dữ liệu về diện tích, số thửa, người sở hữu sau dồn ruộng cần cấp đổi cho nhân dân chưa thực hiện được. Được biết, đây cũng là vướng mắc chung của tất cả các địa phương trong toàn tỉnh.
Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại An Dân Hưng Yên vừa tổ chức lễ khai trương trung tâm phân phối ủy quyền 3S Mitsubishi Motors An Dân Hưng Yên tại số 289 đường Phạm Bạch Hổ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Là doanh nghiệp hàng đầu của miền Bắc sớm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và được ủy quyền cung cấp dòng xe ô tô Mitsubishi, hiện công ty An Dân đang có 3 đại lý phân phối tại Hà Nội, Vĩnh Phúc và Hưng Yên, trong đó An Dân Hà Nội và An Dân Vĩnh Phúc luôn đứng top đầu miền Bắc về tiêu thụ xe tại tỉnh Hưng Yên. Qua tháng đầu tiên đi vào hoạt động đã cung cấp tới khách hàng hơn 50 xe. Showroom được đầu tư đồng bộ trang thiết bị hiện đại, đảm bảo các điều kiện tốt nhất là nơi trưng bày giới thiệu bán sản phẩm và khu nhà xưởng phục vụ sửa chữa bảo dưỡng. Việc đại lý đi vào hoạt động giúp khách hàng trong và ngoài tỉnh có thêm sự lựa chọn trong tiêu dùng mua sắm và trải nghiệm về một dòng xe ô tô mang thương hiệu Mitsubishi đến từ Nhật Bản. Sáng nay, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hưng Yên chính thức khai trương văn phòng khu vực kiểu mẫu tại xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động. Văn phòng khu vực mới giúp gia tăng khả năng đáp ứng nhu cầu của các khu vực cư dân phát triển với mật độ dân số cao, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng thị phần và củng cố vị thế của công ty, góp phần đưa bảo hiểm nhân thọ, giải pháp tài chính, bảo vệ ý nghĩa và nhân văn đến gần hơn với người dân tại huyện Kim Động. Hiện tại, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hưng Yên có một trụ sở chính và 7 văn phòng đại diện tại Hưng Yên. Văn phòng Kim Động là một trong 2 văn phòng kiểu mẫu được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, khang trang, phục vụ tốt nhất cho người dân tại khu vực. Sau 22 năm thành lập và phát triển, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hưng Yên bảo vệ và hoạch định cho hơn 150.000 lượt khách hàng, chi trả quyền lợi, bảo hiểm rủi ro và đáo hạn lên đến hàng chục tỷ đồng, đem lại cuộc sống khỏe mạnh, bình an và thịnh vượng cho các gia đình Việt tại địa phương. Nhân dịp này, công ty tặng 20 suất học bổng trong chương trình Quỹ xe đạp chở ước mơ cho các em học sinh giỏi vượt khó tại địa bàn huyện Kim Động. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Ân Thi tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 100 quần chúng ưu tú, đoàn viên, học sinh của các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề như khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cường lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua lớp học, mỗi đoàn viên sẽ hiểu về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nâng cao nhận thức lý luận, điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng, xác định động cơ đúng đắn để phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Rất là vinh dự khi mà được cùng các bạn tham gia lớp học bồi dưỡng nhận thức đầu tiên về Đảng dành cho học sinh. Tại đây thì em rất là háo hức khi mà được tiếp cận với những tư tưởng chính trị đầu tiên, và bản thân em xin hứa rằng sẽ cố gắng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng, góp một phần nhỏ bé xây dựng Đảng ta ngày càng phát triển. Để ngăn chặn tình trạng hộ nọ đua hộ kia lấn chiếm trả lại nguyên hiện trạng hành lang an toàn giao thông, thị trấn Yên Mỹ đã tăng cường lực lượng máy móc cưỡng chế các trường hợp cố tình vi phạm. Thị trấn Yên Mỹ có trên 120 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông, chủ yếu là lấn chiếm vỉa hè, làm lều lán máy vẩy, cho biển quảng cáo gây mất mỹ quan và thu hẹp lòng lề đường. Tập trung nhiều tại các đường thuộc khu giãn dân 1 và 2, đường trục trung tâm và đường 39 cũ. Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, thị trấn Yên Mỹ đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền các hộ dân tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại mặt bằng theo hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chỉ có gần 40 hộ tự tháo dỡ công trình vi phạm, gần 70 hộ còn lại, địa phương đang tập trung máy móc, lực lượng, tổ chức cưỡng chế và sẽ giải tỏa xong trước ngày 15 tháng 5 tới. Giải tỏa xong thì sẽ tiếp tục giám sát chống cái việc tái lấn chiếm. Với các hộ cố tình vi phạm, chúng tôi lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật. Trước tác động nghiêm trọng của rác thải nhựa đối với môi trường, nhiều cửa hàng trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã nói không với túi ni lông. Việc làm này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của khách hàng. Trong khi túi ni lông được sử dụng ở hầu hết các cửa hàng, chợ, từ năm 2016, cửa hàng Judy đã không sử dụng túi ni lông mà thay vào đó là sử dụng túi vải để phục vụ khách mua hàng. Trung bình một tháng, cửa hàng sử dụng 6.000 túi vải, những tháng cao điểm sử dụng tới 8.000 chiếc. Như vậy, việc làm trên đã góp phần giảm lượng lớn rác thải nhựa thải ra môi trường. Túi ni lông mình chỉ sử dụng được 1-2 lần thôi, nhưng mà riêng túi vải thì mình có thể sử dụng rất nhiều lần được, thì khách hàng sẽ cảm thấy rất là hài lòng. Cái túi này này, nó là túi vải, không phải túi ni lông nên nó bớt
ô nhiễm môi trường nên được lan rộng ra tất cả các cửa hàng. 4 năm qua, cửa hàng 125 Điện Biên phường Lê Lợi không phát túi ni lông cho khách khi tính tiền. Thay vào đó, sản phẩm của khách được đựng trong những chiếc túi giấy có thể tái sử dụng nhiều lần. Theo tính toán, túi ni lông có chi phí rẻ hơn rất nhiều so với túi giấy, song nhận thức được tác hại của túi ni lông đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng, cửa hàng đã không sử dụng túi ni lông, đồng thời tuyên truyền để khách hàng cùng hưởng ứng. Mình muốn thay đổi dần suy nghĩ của mọi người. Một hai ngày thì lượng túi mình bỏ ra thì rất là ít thôi, nhưng mà tính theo năm như đến thời điểm hiện tại thì lượng túi mình sử dụng đã rất là nhiều. Vậy nên là mình đã góp được một phần rất lớn vào việc bảo vệ môi trường. Túi ni lông thời gian phân hủy rất là lâu và sẽ khá là gây hại cho môi trường. Dùng 100% là túi giấy sẽ rất là hữu ích cho việc bảo vệ môi trường. Cùng với các cửa hàng trên địa bàn thành phố Hưng Yên còn có cửa hàng Tokyo Light, Califa đã sử dụng 100% túi vải thay vì sử dụng túi ni lông để bán hàng. Để túi nhựa phân hủy cần ít nhất 100 năm, sự tồn tại của nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới môi trường và trực tiếp là sức khỏe con người. Mong rằng hành động kể trên của các cửa hàng sẽ lan tỏa ra cộng đồng để ngày càng có thêm nhiều người nói không với túi ni lông và rác thải nhựa. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù truyền thông của cả nước thời gian gần đây đưa tin về các chiêu trò bán hàng đa cấp, hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, rồi tặng quà miễn phí cũng như là những cảnh báo để người dân biết cách phòng tránh. Thế nhưng bằng nhiều hình thức thủ đoạn của những người bán hàng, hàng trăm người dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn là nạn nhân của thủ đoạn mua hàng tặng quà này. Các đối tượng thường nhằm vào nhóm người cao tuổi, phụ nữ nhẹ dạ cả tin để lừa đảo, gây bức xúc trong dư luận. Giữa tháng 3 vừa qua, bà Yên ở xã Thụy Lôi, huyện Tiền Lữ không khỏi bức xúc vì phải bỏ ra 4 triệu 700 nghìn đồng để mua một chảo chống dính và một nồi áp suất. Nhưng bà chỉ nhận được một chiếc chảo, còn nồi áp suất thì chưa nhận được. Nhưng người bán đã bỏ đi. Nó quay cả một cái khu đất rộng mênh mông như thế, nó quay ở nó chỉ để mỗi cái lối đi đây chặt rồi là nó không cho người ta vào nữa. Điện thoại người ta quay nó bảo không được quay. Còn mấy nhân viên ấy là cứ đi bốn vòng quanh cái chỗ ngồi của bà con này là chúng nó cứ bảo rằng là các bà cứ nộp tiền đi thì đến lúc gì tí nữa người ta lại trả lại như cơn sáng chứ không ai lấy tiền của các bà đâu. Hàng này hàng quảng cáo chứ có bán đâu mà lấy tiền. Thế là dân là cũng cứ nộp tiền cho nó. Không chỉ riêng bà Yên, nhiều người dân ở xã Thụy Lôi cũng mua phải nhiều loại hàng đắt tiền mà không hề nhận được lại tiền hay quà tặng. Trong đó có 12 hộ dân đã trả tiền nhưng chưa nhận lại hết các sản phẩm đã đặt mua. Để tạo sự tin tưởng và kích thích người mua hàng, các đối tượng chào bán các sản phẩm với giá thành rẻ và trả lại tiền cho một số người. Sau đó tiếp tục chào bán các sản phẩm có giá thành cao hơn và dụ dỗ người dân đặt cọc tiền mua hàng với lời hứa đến cuối chương trình sẽ được hoàn lại tiền và tặng luôn đồ dùng đã mua. Đồng năm phải đến mấy trăm người. Thế thì nó quảng cáo chúng tôi là bây giờ là cái bếp hồng 4,1 triệu. Xong gì nên nó lại giả lại, thế thì ai mà chả mua. Bây giờ quảng cáo là giả lại tiền, bây giờ không giả lại tiền, chạy mất như thế. Năm người còn không lấy được cái gì. Nó cứ rút dần. Thế thì chúng tôi cũng không để ý đâu. Mọi người thì ngồi ở ông chỗ trên phố, người ta bảo là nó nhảy lên xe nó đi hết rồi. Hoạt động này còn diễn ra tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang và thành phố Hưng Yên trong thời gian qua dưới nhiều hình thức như tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm, hoặc các đối tượng thuê địa điểm là nhà dân và tổ chức thành những buổi bán hàng với quy mô nhỏ từ vài người đến vài chục người. Các sản phẩm hay được chào bán như trà, thực phẩm chức năng, sâm Hàn Quốc hay các đồ gia dụng như son, nồi, chảo. Đáng nói, so sánh các loại mặt hàng này với giá bán trên thị trường đều cao hơn gấp nhiều lần. Hôm ấy vào khoảng độ 4 giờ chiều thì có một cô khoảng độ 25 tuổi thì nó bảo thôi bà mai và mời cháu 5-6 người đến để cháu chia sẻ cái nước giặt. Cô ấy khuyến mại nước giặt chứ cô ấy không bán. Thế thì tôi đi cho mời 5-6 bà thì tôi nghĩ là nó chỉ nước giặt thôi, nó đưa tôi can nước giặt. Bà nào bà đấy cũng mua sản phẩm này. Mua xong cái nó cũng đề nghị các bà nhất trí hoan hô. Ui dồi ôi, tay năm tay ba nè. Nó thùng thùng các thứ nó cuốn ra, chả biết nó lên xe ô tô chỗ nào các bạn chả biết nữa. Bà là bà ấy xong cái là ngơ ngác đứng lên thì là mất rồi. Cuối cùng là tôi bị mất 1,7 triệu mà chưa biết có sản phẩm có thực sự dụng không, mà chưa biết cái sản phẩm là nó có nhãn hiệu như nào. Lãnh đạo một số địa phương xảy ra sự việc trên cho hay không biết thật giả, nhưng giấy tờ mà đơn vị tổ chức hội thảo đưa ra về hồ sơ pháp lý, giấy phép kinh doanh, chứng nhận hợp quy của sản phẩm đều đủ cả.
Chỉ có điều ngày diễn ra sự việc chính quyền địa phương không nắm được và không có mặt. Nó đặt vấn đề là không phải là chúng tôi tổ chức sự kiện đấy mà đặt vấn đề cho tôi thuê ở đấy. Trong cái thời gian mà xảy ra vào ngày 13 hay ngày 14 ấy, tôi với đồng chí, hai đồng chí văn phòng, đồng chí Tư Pháp đi tập huấn. Thế thì tổng số mà các hộ kê khai đấy là 100 hộ. Người dân người ta phản ánh từ khoảng 10 giờ, 11 giờ. Có nghĩa là bây giờ là tôi hết hàng. Tôi ra xe tôi lấy hàng, thí dụ thế dân ra xe, lên xe là đi luôn. Đấy, thì người ta cho là đấy là những cái biểu hiện của lừa đảo. Đề nghị chính quyền và lực lượng chức năng các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, cảnh báo và quản lý chặt những nhóm đối tượng đến kinh doanh mặt hàng này với chiêu trò tổ chức hội thảo bán hàng khuyến mại để lừa đảo người dân. Đồng thời, mỗi người dân cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác với những chương trình khuyến mại tương tự để tránh bị mất tiền. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu đã có nhiều chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế, trong đó nghề trồng hoa cây cảnh đang là hướng đi chủ lực. Nhờ việc mở rộng các vùng chuyên canh lớn, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, hình thành kinh tế, sinh thái gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Nhiều năm nay, ông Lê Văn Tuyến ở thôn Thiết Trụ chuyên làm quất cảnh. Bằng sự cần cù, chịu học hỏi cũng như đã xác định hướng phát triển vùng sản xuất quất cảnh. Đến nay với diện tích trên gần 4 sào, trừ mọi chi phí, mỗi năm ông thu lãi từ 200 đến 300 triệu đồng. Trước đây tôi cũng chăn nuôi bò thì được mấy năm đầu, sau nó cũng hay phải ốm đau, nó là kiểu nó ô nhiễm môi trường, đấy thì nó sinh ra bệnh nhiều. Trong khi đó cũng đã làm biogas rồi, thế sẽ chuyển đổi đi sâu vào quất cảnh thì nó cũng thu nhập được tương đối. Với lợi thế về thổ nhưỡng cùng tầm nhìn định hướng phát triển ngành hoa cây cảnh nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân, cải thiện cảnh quan môi trường và gắn sản xuất nông nghiệp với du lịch sinh thái. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh đã hướng dẫn và tạo điều kiện cho các hộ dân có nhu cầu chuyển đổi đất kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị cao. Nhờ đó, diện tích trồng hoa cây cảnh là gần 100 ha, tăng lên 65% so với năm 2017, với trên 300 hộ làm nghề, tập trung nhiều nhất tại thôn Thiết Trụ và thôn Đa Hòa. Bên cạnh đó, nhiều nhà vườn đang từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào khâu chăm sóc, giảm bớt sức lao động, đem lại kinh tế cao cho gia đình. Còn áp dụng khoa học kỹ thuật tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước của công nghệ Israel, giảm rất được nhiều chi phí và sức người. Mà làm về cây cảnh này thì khá hơn so với chăn nuôi, không phải lo về đầu ra vì các lái buôn đến tận vườn thu mua. Ủy ban xã thì rất là tạo điều kiện như là bảo an này, quảng cáo thương hiệu và đầu ra cho bà con. Năm 2021, Ủy ban xã Bình Minh cũng đã được công nhận là làng nghề quất cảnh ở thôn Thiết Trụ. Sau khi chuyển đổi thì các hộ trong khu dân cư giảm 70-80% so với những năm trước đây. Người ta hộ các hộ dân thì cũng tập trung vào cái việc mà sản xuất trồng hoa cây cảnh theo hướng hàng hóa, và chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho đối với các hộ dân và hội nông dân xã là cũng đã xây các cái hố để chứa những cái vật liệu sản xuất nông nghiệp để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Sáng nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, thành phố Hưng Yên và Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Hưng Yên tổ chức giải chạy Olympic 2023 lần thứ nhất với chủ đề Kết nối tuổi trẻ, nâng bước em đến trường. Giải thu hút hơn 500 đoàn viên thanh niên của 3 đơn vị nêu trên, cùng một số câu lạc bộ thể thao trong thành phố. Cung đường chạy hơn 2 km từ quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, qua một số tuyến phố và vòng quanh hồ An Vũ. Giải nêu cao tinh thần rèn luyện sức khỏe, sống khỏe, lành mạnh của tuổi trẻ và mang thông điệp kết nối trái tim yêu thương, lan tỏa những điều tốt đẹp cho cuộc sống, chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, cùng nhau bảo vệ môi trường vì một thành phố Hưng Yên xanh sạch đẹp. Trước đó, ban tổ chức đã trao tặng 30 xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, mỗi xe đạp trị giá 1,5 triệu đồng. Tổng giá trị gần 50 triệu đồng do đoàn viên công an tỉnh, thành phố Hưng Yên và Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Hưng Yên cùng một số đơn vị quyên góp tài trợ.